Ok, xin chào tất cả các anh chị trader đã đến với kênh YouTube của Trader Việt. Nhật Hoài đã quay trở lại rồi đây. Anh chị dạo này sức khỏe như thế nào ha? Anh chị nhớ sức khỏe là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải giữ gìn bây giờ. Không phải là lợi nhuận, không phải là giao dịch trên thị trường ha. Với thị trường cryptocurrency, chúng ta vẫn thấy một cái sự di chuyển là mang tính tích lũy nhiều hơn ha anh chị ha. Mang tính tích lũy và điều chỉnh nhiều hơn là một con sóng mạnh. Chúng ta cùng xem các kèo giao dịch của chúng ta đã như thế nào rồi và kết quả của nó như thế nào rồi ha. Vô. Rồi như mình đã nói thì thị trường cryptocurrency ha, trên cái khung thời gian lớn, cái khung thời gian D1 dài hạn chủ đạo của chúng ta đang giao dịch thì cái xu hướng của nó vẫn là xu hướng giảm nha anh chị ha. Có thể là trên những cái biểu đồ H4, H1 hoặc là thấp hơn ha, anh chị có thể vào mua lên bởi vì nó đang có những cái xu hướng tăng. Tuy nhiên trong cái xu hướng dài hạn thì anh chị nhớ rằng những cái con xu hướng tăng trên H4, H1 đó chỉ là một cái con sóng điều chỉnh ha, con sóng điều chỉnh trong xu hướng giảm dài hạn của thị trường crypto mà thôi. Anh chị nhớ phải nhớ luôn nhớ trong đầu rằng cái xu hướng lớn là xu hướng giảm và cái con xu hướng tăng mà chúng ta thấy trên biểu đồ đó chỉ là một con sóng điều chỉnh mà thôi, cho nên nó có thể kích bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta vẫn có cái khả năng là chúng ta có thể mua ngay trúng đỉnh. Và nếu mà anh chị theo cái phương pháp giao dịch fraction của Hoài trên khung D1 ha, mỗi ngày chúng ta cũng chỉ cần xem biểu đồ một lần thôi. Và thậm chí như là Hoài phân tích ha, thì là Hoài chỉ xem biểu đồ vào cuối tuần thôi. Chúng ta để chúng ta có thể lên kế hoạch giao dịch cho cả tuần luôn. Thì cái xu hướng dài hạn của chúng ta vẫn là xu hướng giảm, cho nên chúng ta thiên về cái đánh xuống nha anh chị ha. Đánh xuống tức là chúng ta bán khống đó. Một số anh chị hỏi mình là nếu mà trade cryptocurrency thì chúng ta bán khống như thế nào? Chúng ta bán khống trên các sàn nào? Thì mình xin trả lời ở đây luôn, bởi vì là chúng ta có các sàn bán khống như là sàn BitMEX ha. BitMEX là chúng ta bán khống theo kiểu hợp đồng á, hợp đồng tương lai CFD á. Thứ hai là sàn Bitfinex ha. Bitfinex là chúng ta vẫn có thể bán khống theo cái kiểu là margin x3, tức là chúng ta có đồng bảy x3, không có lớn lắm nhưng mà cũng khá là đủ để chúng ta bán khống rồi. Và cuối cùng là sàn Binance ha. Binance thì gần đây ha, mới hình như là cách đây nửa năm thì phải, là Binance đã cho cái chức năng là bán khống rồi. Nó sẽ được giới hạn trong một số cái đồng coin là thuộc top thôi. Tuy nhiên ha, anh chị vẫn có thể giao dịch bán khống được trên Binance. Và anh chị nhớ là cái giao dịch bán khống là chúng ta cần phải có đồng đồng bảy ha. Và cái quy tắc đồng bảy như thế nào thì anh chị phải tuân theo cái quản lý vốn. Anh chị có thể chọn đòn bẩy maximum cũng được, x100 luôn cũng được. Tuy nhiên chúng ta chỉ cần tuân theo cái quy tắc quản lý vốn để làm sao cho cái thu lỗ của chúng ta mỗi khi trường hợp mà mỗi lần thu lỗ á là nó không quá lớn, nó không chiếm quá nhiều so với tài khoản là được rồi. Với Bitcoin thì chúng ta tổng quan ha, là xu hướng giảm và chúng ta đang mình phát hiện ra một cái mô hình, đó chính là mô hình cờ giảm giá này. Đấy, đây chính là lá cờ vẽ rất là lẹ ha. Đây chính là lá cờ và cái lá cờ này là một cái đoạn sóng điều chỉnh ngược lại ha, sau một con sóng giảm trước đó. Thì con sóng giảm trước đó chúng ta gọi là cán cờ đấy, cái đoạn trước đó là chúng ta gọi là cán cờ. Thì khi mà giá phá vỡ xuống cái mô hình này ha, trường hợp mà giá rơi xuống cắt cái đường đường tăng bên dưới này là chúng ta sẽ có một cái sự di chuyển rất là mạnh, rơi xuống rất là mạnh. Thì chúng ta gọi nó là mô hình bởi vì nó đã xuất hiện nhiều lần trước đây rồi ha, đã xuất hiện nhiều lần trước đây, xuất hiện cái dạng là một con sóng giảm và sau đó một con sóng điều chỉnh ngược lên như thế này. Khi giá phá vỡ xuống thì giá sẽ có xu hướng là rơi xuống rất là mạnh. Cho nên mình thấy hiện tại bây giờ giá đã đang tiếp cận cái vùng kháng cự bên trên quanh con vùng số tròn 8.000 này và nó đang chuẩn bị phá vỡ đi tới cái điểm cuối cùng ha, tới cái điểm giao nhau của hai cái đường của cái lá cờ này rồi. Cho nên chúng ta đã có thể chuẩn bị sẵn sàng vào lệnh bán khống rồi ha anh chị. Với cái chiến lược đối với Bitcoin thì tốt nhất là anh chị có thể chờ bán ngay cái vùng số tròn phía trên này, để vùng quanh dưới 8.000. Khi mà giá hình thành một setup để chúng ta bán, có thể bán là 1/2 vị thế đầu tiên. Trường hợp ha, nếu mà giá phá vỡ tiếp tục ha, cái đường xanh bên dưới này thì chúng ta vào tiếp 1/2 vị thế còn lại. Ví dụ đơn giản nếu mà anh chị muốn bán khống khoảng 0,2 Bitcoin đi, 0,2 Bitcoin thì khi mà trường hợp giá hình thành một setup correction tại cái đỉnh cái vùng kháng cự này, chúng ta bán 0,1 Bitcoin. Và khi tiếp nếu mà giá phá vỡ xuống cái đường xanh này, chúng ta bán 0,1 Bitcoin còn lại. Đó là cái chiến lược mà vào lệnh từng phần để mà chúng ta giảm thiểu cái rủi ro đi. Tiếp theo là Ethereum.
Với Ethereum thì cái kèo chúng ta chờ ngay cái vùng kháng cự nè, vùng quanh 158 tới 176 ha, 176 là giá nó đang nằm ngay vùng này rồi. Và tuy nhiên là Hoài thấy một cái setup không được rõ ràng lắm ha chị, không có được đẹp lắm. Đó chính là setup inside 3 lồng nhau. Đấy, chính là ba cái nến trong cái ô nhỏ này. Chính là inside 3 lồng nhau. Anh chưa biết về inside 3 lồng nhau, chị có thể xem lại cái video clip là inside 3 chuyên sâu ha, sẽ hiểu được cái inside 3 lồng nhau là như thế nào. Và hiện tại giá đang phá vỡ setup rồi, anh chị hoàn toàn có thể đặt lệnh ngay bây giờ ha anh chị. Đặt lệnh ngay tại cái vùng đáy của cái hộp này và dừng lỗ cách khoảng 10 pip ha so với cái đỉnh của hộp. Tiếp theo là XRP. Với XRP thì Hoài vẫn thấy là giá đang cũng nằm trong một cái mô hình, chính là mô hình cờ giảm anh chị. Đấy, vẽ hai cái lá cờ này. Chỉ cần giá phá vỡ ra khỏi cái đường bao, hai cái đường xanh này, chúng ta sẽ có một cái đoạn giảm rất là mạnh phía sau. Và cái mục tiêu của nó như thế nào thì sau khi giá phá vỡ thì Hoài sẽ căn mục tiêu cho anh chị ha, tính mục tiêu cho anh chị trong cái video clip phân tích cryptocurrency tuần sau. Hiện tại giá đang phá vỡ cái vùng kháng cự đầu tiên chúng ta, cho nên cái chiến lược bán tại cái vùng đầu tiên là không vào được ha anh chị. À, chiến lược thứ hai, chúng ta chờ bán tại quanh cái vùng kháng cự phía trên. Nhớ là chờ cho giá chạm cái vùng kháng cự này ha, quanh 0,21 tới 0,22 nè, hình thành một setup price thì chúng ta có thể bán khống. Cũng có thể áp dụng cái chiến lược là chia chia từng phần ha anh chị, chia chia lệnh từng phần. Chúng ta vào 1/2 lệnh ha, khi mà giá chạm cái kháng cự và setup. Và trường hợp thứ hai, khi mà giá rơi xuống ha, khi mà giá khớp cái lệnh đầu tiên và phá vỡ xuống luôn luôn cái đường xanh thì chúng ta vào tiếp 1/2 vị thế còn lại. Tiếp theo là Litecoin. Với Litecoin thì giá vẫn chưa chạm cái vùng kháng cự tiềm năng của chúng ta ha chị, vùng kháng cự quanh 49 tới 52 nè. Thì cái INCB 3 trước đó là cái vùng cái cụm nến mà mình đóng khung ở đây, nó đã phá vỡ lên bằng cái nến khá là lớn ha, cho nên chúng ta sẽ kỳ vọng là giá sẽ đi tiếp chạm được cái vùng kháng cự này. Giá đang nằm ở ngay cái vùng trung dung ha chị, trung dung tức là nằm giữa hai cái vùng kháng cự quan trọng, cho nên chúng ta không nên vào tại cái vùng trung dung này, chúng ta chỉ vào tại những cái vùng kháng cự bán xuống hoặc là chúng ta mua lên tại những cái hỗ trợ mà thôi. Tiếp tục chờ đợi cho giá hình thành một setup price tại cái vùng kháng cự phía trên và chúng ta có thể bán khống khi giá hình thành setup price tại đây. Tiếp theo là Binance Coin. Với Binance Coin thì giá nó đã vượt qua cái vùng kháng cự đầu tiên ha anh chị, cho nên cái chiến lược vào là tại cái vùng đầu tiên là chúng ta bỏ qua này. Đấy, trường hợp là giá chưa chạm cái vùng kháng cự thứ hai, chúng ta vẫn để Hoài vẫn để cái mũi tên mà Hoài đã vẽ cách đây một tuần ha anh chị ha, giá vẫn chưa chạm cái vùng kháng cự này. Thì chiến lược chúng ta rất là đơn giản, chúng ta chờ cho giá chạm cái vùng kháng cự này hình thành một setup và chúng ta có bán khống xuống thôi. Một cái lợi thế nữa cho chúng ta khi bán khống xuống quanh tại đây đó chính là giá có thể là chạm tới cái đỉnh cuối cùng của cái mô hình cờ giảm này anh chị. Đấy, vẫn là một mô hình cờ giảm quen thuộc mà chúng ta đã thấy trong hai cái đồng coin trước đó. Đây có thể là điểm cuối cùng của mô hình cờ giảm này trước khi nó phá vỡ, cho nên anh chị hoàn toàn có thể áp dụng cái chia 1/2 vị thế đó. 1/2 vị thế chúng ta bán khi mà giá hình thành setup tại kháng cự và 1/2 vị thế còn lại chúng ta tiếp tục bán khi mà giá phá vỡ xuống ha, phá luôn cái đường xanh bên dưới này. Và cuối cùng là Bitcoin Cash. Với Bitcoin Cash, cái kèo mà Hoài đã đặt sẵn trong cái tuần trước ha anh chị, bán khống quanh cái vùng là 268 đến 280 nè, là giá đã chạm cái vùng này và nó đang đảo chiều xuống rồi anh chị. Cái setup chúng ta có thể bán theo đó chính là Inside 3. Đấy, hai cái cây nến này chính là Inside 3. Anh chị thấy là cái nến đầu tiên nó bao bọc toàn bộ cái nến đằng sau ha. Inside 3 xuất hiện ngay tại vùng kháng cự thì chúng ta thiên hướng theo đánh cái đảo chiều, tức là chúng ta kỳ vọng là giá sẽ đảo chiều sau khi mà cái setup Inside 3 này. Rồi, nếu mà anh chị đã vào lại theo Inside 3 thì chúng ta cứ ung dung mà giữ lệnh thôi, bởi vì giá nó đã phá vỡ và nó đang có một chút lợi nhuận rồi nè anh chị ha. Chúng ta vẫn có một cái mô hình, đó chính là mô hình cờ giảm. Tuy nhiên cái lá cờ ở đây nó không có được rõ ràng lắm ha anh chị. Nếu mà giá phá vỡ được cái đường xanh bên dưới này, anh chị nhớ ha, giá phá vỡ được cái đường này thì anh chị có thể nhồi thêm vị thế trường hợp mà anh chị đã vào trước đó rồi. Nếu mà anh chị chưa vào thì anh chị có thể vào một cái vị thế sell bán khống thì mình đã phá vỡ cái đường xanh này. Mình nghiêng về cái trường hợp là cái khả năng là giá đã tạo cái đỉnh cuối cùng quanh cái vùng kháng cự 266 đến 280 rồi, cho nên khả năng cao là giá sẽ rơi xuống luôn từ đây. Rồi trên đây là cái video phân tích cryptocurrency ha theo fraction. Anh chị nhớ đón xem video phân tích vàng và forex fraction nếu mà anh chị có trade forex ha. Mình cá là nhiều anh chị trade crypto cũng sẽ trade forex luôn, bởi vì hai cái thị trường nó có những cái đặc tính khá là khác nhau và chúng ta có thể tận dụng được những cái lợi thế của hệ thống của chúng ta nhiều hơn. Anh chị nhớ đón xem video phân tích vàng forex fraction ha, 10 giờ sáng chủ nhật hàng tuần, và 10 giờ sáng thứ bảy hàng tuần sẽ là video phân tích cryptocurrency theo fraction. Xin chào anh chị, chúc một tuần giao dịch đầy lợi nhuận. Nhớ đeo khẩu trang vô nha anh chị, đang cúm dữ lắm á. Nhớ like với subscribe nữa nha.